Trước đó, cũng trong sáng nay, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Lê Trung Chinh cùng lãnh đạo các sở ban ngành của thành phố đã có buổi làm việc với Quận ủy, Ủy ban Nhân dân quận Thanh Khê về tình hình phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023 trên địa bàn quận. Theo báo cáo của quận Thanh Khê, năm 2022, tổng thu ngân sách trên địa bàn quận đạt hơn 714 tỷ đồng, tăng 12,86% so với năm 2021. Tổng mức bán lẻ và dịch vụ hàng hóa đạt 102%, sản lượng khai thác hải sản đạt 104,8% dự toán giao. Tại buổi làm việc, lãnh đạo quận đề xuất thành phố cho chủ trương đầu tư nhiều dự án quan trọng, trong đó có dự án cải tạo cảnh quan kiến trúc Hồ Thạc Giáng, Vĩnh Trung và kênh hở Phần Lăng, đồng thời đề nghị thành phố xúc tiến nhanh dự án di dời ga đường sắt, triển khai hồ điều tiết sân bay, v.v. Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh ghi nhận và biểu dương kết quả đạt được của quận Thanh Khê, đồng thời chỉ đạo một số nội dung định hướng quan trọng để phát triển quận Thanh Khê trong thời gian đến. Thì có thể nói rằng năm 2022, Thanh Khê chúng ta cũng đã hoàn thành rất là tốt cái nhiệm vụ chính trị. Chúng tôi xin ghi nhận và chúc mừng và biểu dương những kết quả mà Thanh Khê chúng ta đã đạt được. Còn một số cái khó khăn hạn chế thì nó cũng mang tính chất chung. Thì công tác quản lý đô thị thì nó cũng sẽ là bài toán lâu dài. Cái đô thị thì nó sẽ dẫn đến cái điều gì? Ngập úng đúng không anh chị? Kẹt xe, rồi vấn đề về tệ nạn xã hội. Đúng đấy, đó là những vấn đề mà các cái đô thị, nhất là đô thị trung tâm thì nó bây giờ nó cũng vướng phải. Chúng ta cũng không có lẽ. Những cái điều chúng ta công tác quản lý nhà nước của chúng ta cũng phải tăng cường. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Lê Trung Chinh thống nhất kiến nghị của quận Thanh Khê về vấn đề quy hoạch phân khu và hồ điều tiết sân bay, đồng thời lưu ý Ủy ban Nhân dân quận Thanh Khê bám sát chương trình công tác, nghị quyết của thành phố, có kế hoạch, chương trình rất cụ thể để thực hiện chủ đề năm 2023. Cái khó của quận Thanh Khê là quỹ đất hạn chế. Do vậy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh cho biết, thành phố sẽ ưu tiên trước hết dành cho giáo dục và khuyến khích việc mở rộng tại chỗ, nâng tầng tại chỗ. Mặt khác, sớm triển khai công tác chuẩn bị đầu tư, các thủ tục đầu tư ngay từ đầu năm, tăng cường hơn nữa công tác quản lý đô thị môi trường. Thứ nhất là đề nghị các đồng chí tổng rà soát hết lại tất cả những cái nhiệm vụ mà ban thường vụ ủy ban đã chỉ đạo trước đây rồi, hôm nay có báo cáo rồi, nhưng mà cũng chưa hết được đâu. Đề nghị các đồng chí tiếp tục rà soát để mà đánh giá, vì tháng 7 đây là các đồng chí sẽ sơ kết giữa nhiệm kỳ. Anh Lâm ạ, sơ kết nhiệm kỳ thì phải đánh giá toàn bộ cái 2,5 năm vừa qua, đồng thời là những cái chỉ đạo của ban thường vụ, nghị quyết của ban thường vụ, kết luận 1, 2, 3 của ban thường vụ đối với lại quận Thanh Khê, các đồng chí phải có một cái đánh giá toàn diện, chúng ta sẽ có cái chỉ đạo. Đề nghị chính trị rà soát như thế. Thứ hai là căn cứ vào cái chương trình công tác và cái chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ của năm 2023, đề nghị quận là phải có chương trình rất cụ thể. Các đồng chí phải bấm vào cái chủ đề của thành phố để mà triển khai. Cái gì có đồng chí cứ thêm thì nói thêm, nhưng mà phải xuyên suốt chủ đề của thành phố, cho nó đồng bộ giữa chủ đề của thành phố với chủ đề của quận chúng ta triển khai. Trên cơ sở các kiến nghị của Thanh Khê, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh yêu cầu các sở ngành khẩn trương triển khai hỗ trợ quận Thanh Khê để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị năm 2023 và phát triển theo hướng toàn diện, bền vững. Sau Tết, lãnh đạo thành phố sẽ dành thời gian đi kiểm tra thực tế để có chỉ đạo phù hợp, giúp quận Thanh Khê có thêm nguồn lực, cơ hội phát triển.